Rồi chào cả nhà, này hôm nay tình cờ ngồi đây uống cà phê thì Kiên có gặp một cụ bán vé số. Cụ năm nay là 96 tuổi nhưng mà cụ rất là khỏe, nhìn cụ rất là tuyệt vời. Thì đây thì con cũng đang gọi là con cũng muốn giúp đỡ cụ, gọi là cũng ủng hộ vé số của cụ. Thì đây con sẽ lấy cho cụ là 500 ngàn thì là bao nhiêu? Là bao nhiêu tờ anh nhỉ? 500 ngàn là 25 tờ. 25 tờ. 50 tờ. À 50 tờ. Con sẽ lấy ủng hộ cụ là 50 tờ nhá. Nhờ anh đếm cho em 50 tờ đấy. Dạ đây em coi chia sẻ luôn. Thì đây là cái quỹ của Group Bác sĩ Nhà Đất. Trong cái khoa học của anh, trong cái khoa học của Group Bác sĩ Nhà Đất có cái gọi là cái ngựa quy là ai mà gieo chung điện thoại thì sẽ bị phạt là 500 ngàn. Thì có một anh gieo chung điện thoại nên là con muốn dùng cái số tiền này để giúp đỡ những hoàn cảnh như cụ. Cụ tuy là 96 tuổi nhưng mà cụ rất là khỏe và cụ đang còn lao động để cụ kiếm sống, cũng như là cụ lao động cho nó khỏe để sống lâu hơn. Con rất là khâm phục cái gọi là cái nghị lực cũng như là cái công việc của cụ bây giờ. Dạ, và con muốn ủng hộ cụ là mua 500 ngàn để nói chung một phần ủng hộ cụ, một phần thì con cũng hoàn thành cái nhiệm vụ của cái khóa học của con. Dạ. Đấy. Đây cả nhà ơi, hôm nay thì rất là tuyệt vời, cũng tình cờ thôi nhá. Thì mình gieo cái duyên thì cũng là tình cờ thôi. Thì đây là cái 500 ngàn ở trong khóa học đây. 500 ngàn ở trong khóa học thì đây Kiên mua hết là ủng hộ cụ luôn. Để cho hôm nay cụ có một cái niềm vui nhỏ nhỏ. Cụ nghỉ sớm. Đây thì con chuyển số tiền cho cụ. Đây. Dạ. Lời được 60 ngàn. Dạ rồi. Hôm nay coi như là cụ có một cái niềm vui nhỏ nhỏ ha. Dạ, để cụ đi cho về nhanh nghỉ cho sớm. Dạ. Thế là cụ giờ cụ mới ở nhà cho đây hả? Không, bà đi nãy giờ chưa ai mua mời đây đâu. Ồ, đi nãy giờ chưa ai mua. Ủa nhưng mà cụ nhà ở đâu hả? Mướn nhà ở đây không? À mướn nhà ở đây hả? 2,5 triệu. À 2,5 triệu, nhưng mà cụ ở với ai? Ở chung với nhà. Ở chung với chủ nhà luôn. Nhà không phải lớn gì, nhỏ hơn cái này nữa. À, nhưng mà cụ có con cháu gì không? Có mình bà thôi hả? Có cụ không có con cháu gì? Có đứa con chết là 15 tuổi. Ồ, có đứa con chết là 15 tuổi. Chồng 16 tuổi. Ồ, chứ ông xã của cụ? Ông xã thì chết 13 tuổi. À, ông xã. Gái chết 32 tuổi. Trời ơi. Vợ thì đứa chồng nữa. À, cũng mà giờ là cụ có bà con gì không? Có bà con ở xa không? Bà con ở xa hả? Quê ở Nha Trang. À, bà con quê Nha Trang. Mai mốt là về Nha Trang mở. À, mai mốt là về bà Nha Trang mở. Dạ. Năm nay cụ 96 tuổi mà thấy cụ nghị lực của cụ rất tuyệt vời, con rất là cảm động. Dạ. Ai cũng quay áo của người cho gì á. Con mong cụ là có thật nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn ai. Có thật nhiều sức khỏe rồi cụ bà đi bán may mắn được có tiền dưỡng già. Nhân đây thì Kiên cũng mong là những mạnh thường quân mà thấy được clip này thì cũng có thể là giúp đỡ cụ một phần nhỏ nào đó. Tại vì cụ cũng đã 96 tuổi rồi, sắp tròn là cũng sắp tròn một cái tuổi rất là tuyệt vời, đó là cái tuổi mà ít người có thể sống được như vậy. Ít ai mà có thể sống được như vậy. Gọi là có phúc có phần lắm. Là mà khỏe nữa, mà cụ mà minh mẫn nữa. Thì được con thấy là con rất là ôi bắt tay luôn, trời ơi, con cảm ơn cụ nhiều quá. Đây, dạ đây bắt tay cụ đấy. Ôi cụ khỏe quá. Cụ uống cái gì con cụ ăn gì chưa? Ngồi đây lát nữa con dẫn cụ đi ăn. Không đi được hả? Ở đây có gì không mà gọi cho cụ ăn? Cụ ngồi đây luôn đi, con hôm nay con muốn giúp đỡ cái này tấm lòng của con. Cụ ngồi đây đi, được con mua đồ cho cụ ăn ở đây chơi với con luôn. Ở đây coi con một chút xíu thôi. Chứ giờ cụ ăn xong rồi cụ đi bán tiếp không là cũng chưa ăn gì. Ở đây có ai bán gì không để đi mua ha. Bán gì con mua cho. Cụ ăn gì? Cụ ăn cơm hay là ăn gì? Cơm ăn gì? À ăn cơm nhá.
À ăn cơm, ăn cơm. Dạ dạ dạ, để con đi mua cửa chuyện với cụ xíu này. Thì giờ đây có anh đi mua cơm cho cụ này. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Đây cụ ngồi lại đây với con ăn ăn miếng cơm xong rồi cụ đi. Dạ. Cụ 96 tuổi mà cụ rất là minh mẫn, cụ còn đếm vé số đếm rất là giỏi luôn. Đếm rất là nhanh nữa. Thấy rất là tuyệt vời. Hôm nào nếu mà thằng bác nào coi nó cổng bà lên không, thằng bác này à lão nó cổng bà lên. Dạ. Mưa rồi mà té. Ồ. Cụ đi cẩn thận nhá. Tại vì cũng chân cũng yếu rồi, không sợ té đấy. À còn 40 tờ. Ừ, 40 tờ nữa. 40 tờ nữa thì con ủng hộ cụ 50 tờ rồi. Có gì hôm sau nếu mà có dịp con qua con sẽ ủng hộ cụ nữa nhá. Hôm sau cô ở chung cư đây luôn hả? Ok ok. À mướn nhà bao một tháng bao nhiêu tiền cũng? Tháng triệu rưỡi đúng không? Ok. Có gì nếu mà có những mạnh thường quân mà giúp đỡ cụ thì con sẽ chuyển đến cụ nhá. Dạ. À lấy số điện thoại cũng được. Để cho con số điện thoại của cụ đi. Có gì con điện cho cụ nhé. Cụ vẫn đang làm rất là khỏe rồi, con rất là mừng rồi. Ok, cụ đọc số điện thoại cho con đi. À, con bấm nha, con bấm nha. Ồ, cụ tuyệt vời quá, đang vẫn đang xài được điện thoại là thấy là tuyệt vời rồi. Con mong là được khoảng 70 thôi. Như cụ này 96 rồi. Ba chị chết rồi, 126 tuổi. Dạ. Rồi, con có số điện thoại cụ rồi nhá. Để con ghi vào đây, có gì con sẽ gọi là có nếu mà ai giúp đỡ cụ thì con sẽ chuyển đến cụ này. Con thấy là cụ rất là tuyệt vời. 0905 905 266 266 891 891. Cụ tên gì ạ? Cụ tên chính của cụ á? Tên ba. À cụ ba, dạ dạ cụ ba. Cụ ba năm nay 96 tuổi. Ok, giờ con trả điện thoại cho cụ nhá. Có gì con sẽ liên lạc với cụ. Dạ. Giờ cụ ngồi đây ăn với con miếng cơm rồi cụ đi bán nhá. Cụ đi bán lòng vòng đây rồi lát nữa cụ về nghỉ cho khỏe. Dạ. Thì đây là cái số vé số mà Kiên đã mua này, lát nữa thì Kiên đến mai mới sổ luôn cụ. À mai sổ thì mai con sẽ dò, nếu mà cái nếu mà trúng thì con sẽ dùng cái này con làm quỹ từ thiện. Dạ. Này cũng tình cờ thôi cả nhà, thì Kiên hôm nay Kiên đi bán sách, Kiên đi giao sách cho một anh làm chủ doanh nghiệp này, thì tình cờ gặp cụ đi qua đây, cụ bán vé số thì Kiên thấy cụ rất là thương và còn Kiên thấy cụ rất là tuyệt vời. Nên là Kiên muốn giúp đỡ cụ. Đây là Kiên hôm nay Kiên đi giao sách đây. Đây cũng ở nhà cũng nói thẳng là như vậy. Ồ đây có anh giúp đỡ cụ kìa. Có anh giúp đỡ cụ. Ngày bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ bán giờ mai không? 100 tờ bán hồi kia hả? 600 Dạ. Đấy cũng có anh giúp đỡ cụ là tuyệt vời quá. Này giúp đỡ cụ cho cụ về sớm. Một bữa cho cụ có niềm vui nho nhỏ. Dạ. Dạ. Cụ đi bán vé số đó cả nhà, cụ phải đem cái ghế đi á, cụ ngồi á, cụ cứ lấy cái ghế cụ đi từng tí một á, cả nhà thấy không? Thấy rất là thương nhá. Mình ở cái tuổi này mà còn đi được như cụ thì rất là hiếm. Ở cái tuổi này mà còn đi được như cụ thì rất là hiếm, mà Kiên cũng nói chung là mình Kiên thấy là rất là khâm phục cụ, cái nghị lực của cụ. Cụ chồng con mất hết rồi thì còn một mình cụ thôi. Cụ vô đây thuê trọ tháng 1,5 triệu, cụ đi bán vé số mà cụ có thể trả được tiền phòng trọ, nuôi sống bản thân mình. Ô, quá tuyệt vời, anh mua 10 tờ anh còn biếu bà 20 nữa. Dạ.
Dạ đúng rồi, tuyệt vời quá. À, cụ ngồi đây, ngồi đây. Cụ ngồi đây rồi lát ăn cơm với con rồi xong rồi lời cụ đi tiếp nhá. Dạ. Thôi thay mặt cụ cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh là đến mai là giò là trúng cọc đắc. Nếu mà cụ bán gần gần đây à. Dạ. Mến nhà ở đây luôn. Tháng chiều giới ở với chủ luôn. Đấy, cụ 96 tuổi mà cụ khỏe. Cụ dạ. Dạ. À chủ ở cụ ở ngay cái khu chung cư Phú Thọ nhà cả nhà. Ngay chung cư Phú Thọ. Phú Thọ. Ngay chỗ cái khu chung cư Phú Thọ, nếu mà cả nhà có dịp qua đây gặp cụ thì hãy ủng hộ cụ nhé. Dạ. Cho đồ cho gửi bảo vệ. À cho đồ cụ hả? Ừ, cho gạo. Cho gạo cho. Gạo cho. Người cho gạo, người cho đồ. Dạ. Cho gửi bảo vệ nhiều luôn. Dạ. Cụ 96 tuổi mắt mũi vẫn đang rất là thông tuệ. Trí não vẫn đang rất là sáng suốt. Nhớ lợi dụng nhớ. Cũng lợi dụng nhớ. Nói chung là như vậy là tuyệt vời rồi. Con mà ở tuổi của cụ, con mà được như cụ là con phải tu mấy kiếp mới được. Dạ. Thôi cụ ngồi thịt qua đây đi. Đây có cơm đến rồi này. Cụ ngồi đây ăn với con miếng cơm đi rồi cụ đi bán tiếp. Ồ cảm ơn anh rất là nhiều. Đây này anh Kim. Anh Kim là anh là người mà Kiên bán sách cho anh mua sách của Kiên, sách về kinh doanh của thầy Nguyễn Thái Duy. Thì hôm nay anh ngồi đây hai anh em uống cà phê thì gặp cụ ở đây, rồi hai anh em cũng có một chút tấm lòng vàng là gửi đến gọi là cụ nhỏ nhỏ thôi, cho cụ một chút niềm vui trong cuộc sống. Ăn ít lắm. Ăn ít lắm cả. Không lửa nhiều quá. Nhiều quá hả? Nhiều quá cụ ăn một phần là tí nữa cụ về ăn tiếp. Ăn ít thôi hả? Dạ, có một con ở đây. Này cũng là có cái duyên cụ đến đây thì mình cũng chia sẻ luôn đến với cả nhà, mong cả nhà là cũng giúp đỡ cụ nhé. Nãy con kêu lấy con ít sao mình lấy con nhiều quá. Cái này hả? Đây là anh Kim, nhà của anh ở ngay cái khu lô 4 chung cư Phú Thọ nhé. Thì hôm nay anh có đặt hàng là sách của Kiên vì Kiên mang qua, rồi hai anh em ngồi cà phê luôn. Thì đang ngồi cà phê thì gặp cụ đây thì thấy là rất là tuyệt vời, có một cái duyên với cụ thì nên giúp đỡ cụ luôn. Cô làm chung cô mời đi. Dạ cô mời đi, cô mời tối đi. Dạ 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 con cảm ơn cụ. Cô mời đi, cô mời. Ngon quá. Dạ ngon quá. Rồi cô ăn nhiều thôi nhá. Ăn ít. Ăn nhiều vô có sức khỏe mới đi được. À đấy là nhiều rồi hả? Tuổi rồi ăn vậy rồi. Mình làm tuổi của cụ mà. Giờ là con ăn rồi, giờ cô ăn đi, cô ăn, cô mời đi, cô mời đi nhá. Cô mời tự nhiên đi. Cô mời tự nhiên đi. Nhiều người cái tuổi này lẫn rồi 80 là lẫn rồi, cụ vẫn đang còn rất là tuyệt vời. Có tuyệt vời. Tỉnh 8. Ông làm mướn ra. Dạ, làm mướn họ. Đi tiêu được. À. Tiêu được cái thằng anh mướn thì. Dạ. Điều ký bán rọ, đến à. Chỗ. Dạ. Cái chỗ điền nhiều. À. Rồi sau ngày ba chồng. Dạ. Cái nó tan nữa là ngày luôn. Cái bà làm có tháng mà không làm nữa. Dạ. Bà làm tháng là 900 mà không làm nữa. Tháng có 900 nữa hả? Cái là tháng ngày 30 à. Ngày 30 làm gì? Đâu chắc mình đi cũng được mà tắm mức rồi. Cái nó thư nó trang đàng hoàng. Dạ. Cái dụng không làm nữa. Tháng dụng làm nó cũng chờ ngày nghỉ. Dạ. Nó không giờ phải làm con 3 tháng mới được nghỉ. À. Cái nó không làm nữa. Cái nó làm chờ tháng điều thử, cái chờ tháng điều thử. Dạ. Cái làm tháng nữa là 3 tháng.
triệu rưỡi là 3 triệu á. Dạ. 3 triệu 900 đồng cái trả luôn 1 triệu rưỡi. À. Làm luôn, nó không làm nữa. Nó cũng cho nữa. Trời. Nó làm luôn 3 tháng nữa. Trời. Cái 3 tháng thiệt á, nó cho. Nó giờ quay nghỉ về làm gì. Thì bán đi số. Cái nó rồi cũng đưa tiền về quay bán tối về đi ngủ rồi không. Dạ. Ở đây nó bắt làm mày nữa không làm. Không có làm gì hết. Cái sổ rách cho buôn bán á. Dạ. Tích nhiều tiền thì con mua nhiều. Con mua nhiều thì tích tiền luôn. À. Mất tiền á. Dạ. Nó có làm gì đâu. Dạ. Cùng mời đi, cùng mời đi. Mời đi được. Rồi. Dạ. Hôm nào con rảnh con chạy qua đây thăm cụ nhá. Ừ. Dạ. Con lợi ở bên dưới á. Hải bảo vệ. Dạ. Tí. Mấy cô lô. Lô 6 cụ hả? Lô 6. Điện là chú, dì chú. Dạ. Điện đó thì chú. Dạ, dạ. Điện thoại dì chú. Dạ. Mà sáng đi rồi. Sáng đi mấy giờ cụ về? 7 giờ xuống bán rồi tới. À 7 giờ bán. Ở đây mà. Ồ 7 giờ bán tới 6 giờ tối mới về. 10 giờ lên, 10 giờ tối lên. 10 giờ tối mới lên. Sáng xuống 10 giờ tối lên. Hàng ngày cũng vẫn đi đều như vậy. Đi, trời cũ cho sức khỏe tốt. Bán được 4 tháng nữa về quê luôn. Dạ, 4 tháng nữa về quê. Không có làm nữa con, yếu quá rồi. 4 tháng nữa là nghỉ quá. Té là gì, té giờ có tật á. À, té có tật. Trời, té còn xa con lấy chú. À. Mà trời cũng nuôi cũng có sao á. Dạ, mày. Mày bị đau luôn á. Dạ. Đau á, nó còng luôn á. Dạ. Bị té còn. Dạ, dạ. Cụ yếu rồi mà. Nó phải còn khỏe mạnh nữa. Cái thằng bác là bời nó tự tới. Để mưa nó khổng nó té. Thằng đó. Dạ. Đổ bồn, phải nó tốt. Dạ. Nó ăn thì con mới cũng cho gì ăn á, thằng đó. Dạ. Bằng những thứ bên mì. Như bên mì thì quay cho. Dạ. Con ngồi nói chuyện với cụ mà con cảm thấy là sức sống mãnh liệt quá. Con có động lực nhiều lắm cụ. Cụ toát ra cái động lực cho mình cảm thấy mình yêu cuộc đời hơn đấy. Mình yêu mà còn mạnh mẽ. Mạnh mẽ, cụ mạnh mẽ. Con trẻ chưa được. Mọi con trẻ ra còn nhiều lúc đang còn nghĩ quẩn nữa. Mà cụ vẫn đang nghị lực quá. Không sẽ có những nhiều anh chị, nhiều cô chú giúp đỡ cụ để cho cụ làm 4 tháng nữa cụ về quê, cụ có một số tiền nhỏ nhỏ cụ về cụ dưỡng già. Con nghĩ là vậy. 4 tháng nữa về. Dạ. 4 tháng. 4 tháng nữa thì là Tết á. Gần gần Tết cụ về đúng không? Thì dạ. Hy vọng là Tết con gặp cụ, con sẽ trao cho cụ một số tiền nhỏ nhỏ để cụ có tiền cụ dưỡng già. Nhỏ nhỏ để cô về ăn Tết với lại cũng cô nghỉ luôn. Không đi bán. Để gọi thăm gì nghe không? Dạ. Đấy cả nhà thấy là gì? Thằng gì cho tiền gì che. Dạ. Hôm nay con gặp cụ cũng là một cái duyên, cũng là may mắn của con. Dạ. Cũng may mắn luôn. Dạ, con may mắn của con người gặp cụ. Con gặp cụ là con thấy là yêu cuộc đời hơn nhiều. Chú là nhỏ nuôi dùng 100.000 số. Dạ. Cho nên còn 900 á. À. Nó mua 100, con mua cho 700 nữa đắt. Thế nó cho 50. Dạ. Con chú con mua 500 rồi rồi. Rồi cái em bé này mua 100 chai. À. Tuyệt vời quá. Cô còn bao nhiêu tờ nữa? Còn 30 tờ. 30 tờ nữa hả? Con mua hết rồi. 30 có con. Ồ, đấy. Có ai có anh Kim anh mua hết cho cụ luôn rồi. Này, hôm nay là cụ về sớm rồi. Sớm. Hôm nay cụ về sớm rồi. Tuyệt vời quá. Đấy, hy vọng ngày mai anh Kim sẽ trúng độc đắc để anh mở thêm cái xưởng nữa. Mình gieo những gì tốt đẹp cho cuộc sống thì mình sẽ nhận được cái điều tốt đẹp nha cả nhà. Kiên cái quan niệm của Kiên là vậy. Chúng mình phải làm từ thiện hết. Dạ. Đi vào con thấy không? Đấy, hôm nay là cụ có lì xì nhá. Không có ai đâu. À, không tối anh cho cụ á. Thôi cụ giữ đi. Cụ giữ đi. Mừng quá chứ không. Dạ. Mọi con được gặp cụ là cái phước của bọn con đấy. Dạ, nó thật là như vậy. Dạ.
lâu lâu tụi con chán đời nghĩ tới cụ cái thôi. Thế chán đời luôn, thế chán đời luôn thật. Cụ chồng mất, con mất, sống một mình mà cụ vẫn còn 96 tuổi mà cụ vẫn khỏe chứ. Chồng dạy học con. Ngày xưa chồng dạy học. Học. 96 tuổi. Dạ. Cụ tuyệt vời lắm anh ạ. Hy vọng là con sẽ giúp được cụ khi mà cụ về quê. Cụ yên tâm đi, mọi người sống rất là tuyệt vời. Cụ sẽ có được những cái sự trợ giúp của tất cả các anh chị trong nước cũng như ngoài nước sẽ giúp đỡ cụ. Con gặp được cụ là con rất là vui. Qua còn 3 ngày còn có tiền cho nữa. cô ăn còn thấy cũng ngon, cũng ngon nữa. Ăn đi chấm chém ngon miệng nữa. Như bữa nào không? Dạ. Giờ cô về nghỉ sớm nha. Giờ chị ạ, mừng quá rồi, giờ lên. Cô về nghỉ sớm đi, hôm nào con sẽ liên lạc với cô. Cụ đi là cô cứ phải mang cái ghế đi theo đúng không? Để cái ghế người ta cho. À, ghế người ta cho. Té, À sợ té, cụ cứ đi là cụ chống cái ghế cụ đi á. Chống cái ghế cụ đi. Rồi Kiên cũng xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Nếu cả nhà có giúp cụ thì hãy liên hệ trực tiếp với Kiên. Kiên sẽ nhận và trao tận tay tới cụ, để giúp cụ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, nó có niềm vui hơn trong cuộc sống. Kiên cũng xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ nhé. Dạ, đây này, cụ đi thì đâu có đi được bình thường đâu, cụ phải lấy cái ghế cụ chống chống này này. Đấy cả nhà, lấy cái ghế cụ chống chống đó cả nhà. Đấy, đâu phải đi bán vé số mà bình thường như người ta đâu. Nhưng mà cụ ở vẫn rất là sạch sẽ nha, rất là thơm tho sạch sẽ, không phải là ấy đâu, rất là tuyệt vời á. Cả nhà thấy không, đây là những cái cảnh mà mình xem mình có thể là rớt nước mắt luôn. Nhưng mà Kiên nhìn cụ là Kiên có động lực sống, động lực để mình vượt lên những cái gọi là những cái khó khăn. Đấy cả nhà thấy. Nhưng mà có tư duy tốt, nhìn cái này học ra nhiều bài học. Dạ. Vừa đủ cái sự kiện mà than. Than này than kia rồi. Trách này trách kia, đổ lỗi cho người khác. Đấy cả nhà thấy không, cụ không, đây là một cái bài học rất lớn cho Kiên sau này trong cuộc sống, gặp bất cứ khó khăn gì mình có thể vượt qua được khi mà mình nghĩ lại những cái giây phút như thế này. Bữa nào chắc là thiết kế cho cụ cái cầm tay hồi đó giờ học tiếp cụ ở đây. Dạ. ở đâu tới mà vừa làm đồ không có chịu khách chịu ghế là sẵn ngồi luôn. À đúng rồi, cái ghế sẵn ngồi được đâu, cái kia rồi ngồi luôn được đúng rồi. Đứng không được đúng rồi, nhiều lúc vừa lấy ghế còn ngồi được là ok. Xong mà đi tới đâu bắt đầu là ngồi, bắt đầu bỏ ghế xuống rồi ngồi. Dạ. chín mấy tuổi thấy cả nhà thấy không, rất là thương nhá. Kiên thấy cụ nghị lực sống rất là tuyệt vời. Đây coi nhà xem một chút xíu đó, cụ đi vô ở trong cái lô 5 này này, cũng gần đây thôi, cũng ở trong một cái chung cư nhá. Người thuê của một cái người ta cho cụ ở ghép 1 tháng 1,5 triệu. Cụ 96 tuổi nhưng mà rất là minh mẫn, sống rất là sạch sẽ, nói chuyện thì đâu ra đó luôn, rất là tình cảm. Rồi, ok, bye bye cả nhà nhé.